Chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bác là bác ấy lo khi mà tivi mất kênh thì làm thế nào khi mà anh em thợ đi về khỏi, đúng không ạ? Thì bây giờ đầu tiên là mọi người phải chuyển màn hình về chế độ tivi. Chế độ tivi tức là đang có kênh à, tức là đang ở chế độ VTV bác nhá. Sau khi ở chế độ VTV rồi thì dùng phím home. Đây, dùng phím home. Phím home trên bàn phím này. Đây bác này. Đấy, nó là cái phím này này. Nó là cái phím này này. Bác nhìn thấy chưa? Rồi. Sau khi đó bác ấn cái phím này thì nó hiện ra cái màn hình như thế này. Đúng không ạ? Sau hiện màn hình như này thì bác ấn phím ngang. Nó chuyển lên. Phím ngang này, phím ngang sang bên trái. Xong lại ấn một lần nữa sang bên trái. Một lần nữa sang bên trái. Tóm lại là bác ấn làm sao cho đến được cái bánh răng. Đấy, bánh răng. Sau đó chúng ta tiếp đi. Vâng, sau đến bánh răng rồi thì bác ấn OK một lần nữa. OK tức là phím giữa này. Phím giữa này. Đấy. Vâng, bác ấn OK. Trên màn hình nó sẽ hiện một bảng menu như thế này. Thì bác chuyển đến cái phần có chữ cái cột sóng, ký hiệu của nó là anten đây này. Phát sóng đây này. Vâng. Sau đó thì bác ấn OK một lần nữa. Phím OK là nó phím giữa nhá. Rồi, OK. Rồi, đến đây thì mình sẽ dò kênh tự động. Thì mình ấn OK. OK luôn. Sau đó nó bật cho mình cái chữ màu trắng trắng ấy à. Nó là, có nghĩa là nó bảo mình là có bắt đầu không thì mình bắt đầu. Thì mình ấn OK tiếp. Đó. Sau đó thì mình chuyển ngay xuống dưới cái chữ quét này. Nút chuyển xuống bằng phím xuống. Đấy, phím xuống. Khi chuyển được xuống phím quét này thì mình lại cũng ấn OK tiếp. Thế thôi, và chờ nó khi nào dò được số kênh là bao nhiêu kênh. Đấy, bác cứ chờ một chút xíu nhá. Để chờ xem để chắc. Vâng. Thế này là chờ rồi. Đấy, sau đó thì bác cứ xem cái video này một vài lần thì sẽ làm được ngay. Cái video là cháu ở lên màn hình đây. Vâng, cháu sẽ gửi lên mạng luôn ạ, cho bác xem. Bác rất là lo khi mà không có mạng, khi không có truyền hình, đúng không ạ? Vâng. Và tí nữa cháu sẽ hướng dẫn bác có đam mê về món 6:30 tức là sổ số kiên thiết, thì kể cả khi mất kênh bác vẫn có thể xem được. Là cháu hướng dẫn bác cách tìm kiếm trên mạng. Thì lúc đấy giả sử trời mưa hoặc là vì một lý do gì đó thì nó bị mất kênh. Ở trong còn có cái K cộng nhỉ? K cộng là truyền hình trả tiền, bác phải dùng đầu hoặc là đăng ký với bên K cộng. Chứ còn cái này nó là kênh miễn phí. Vâng, tất cả đây nó là miễn phí hết. Vâng. Thì nó chỉ có VT6 thì nó VTV6 luôn. Có nhưng mà ở vì những cái màn hình lớn là hôm mà ra bóng tức là nó truyền ở cái kênh khác thôi. Thì mấy cái này không bắt được, tôi là phải đi xem nhờ. Đúng rồi ạ, cái đấy là bác phải đi xem nhờ, là vì mình người ta có truyền hình trả tiền. Không phải. Người ta đăng ký những cái kênh trên mạng, đấy là xem trên mạng. Còn truyền hình Việt Nam thì chỉ khi nào nó mua bản quyền mình mới xem được. Mua bản quyền thì cái bộ tuyến nào cũng được. Vâng, cái đấy là do Đài Truyền hình Việt Nam ạ, chứ không phải là do mình ạ. Đây mình đang dùng truyền hình miễn phí, tất cả mọi thứ là miễn phí. Bác nhìn thấy chưa? 60% rồi, bác nhìn thấy chưa? 60% nó bắt được hơn 100 kênh rồi. Cái này là khi nó hết cái là được bắt được bao nhiêu kênh là nó ghi thành rồi. Vâng ạ. Cái TV LG của bác thì cái con số này là gì? Đấy là tổng số kênh nó bắt được đấy ạ. Vâng. TV. Vâng, kênh TV, vâng ạ. Bác chỉ lo là 6:30 là không xem được kết quả sổ số thôi. Không, với lại còn riêng tôi cái thời sự. Vâng. Thời sự thì cháu đã ghi cho bác mấy cái kênh vào cái tờ giấy rồi đấy, bác xem vài lần sẽ nhớ được. Với cái điều khiển này thì các bác không cần phải ngoảnh vào tivi. Các bác có thể ngoảnh lên trên trời hay ngoảnh vào bà cháu cũng OK luôn. Bởi vì cái điều khiển này nó không cần phải định hướng. Vâng. Rồi, khi mà đã dò như này xong bác nhá. Xong bắt đầu mình ấn chữ đóng tức là OK đấy. Tức là hoàn tất đấy. Vâng, đó. Sau đó thì mình dùng, đấy, bác nhìn thấy nó đã bắt được kênh rồi đúng không ạ? Vâng. Thì bây giờ mình quay ra để mình ấn cái kênh mình muốn là quay ra bằng cái nút quay về đấy ạ. Cái nút quay về đấy ạ. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Ấn vào đâu? Vâng, nút quay về đấy ạ. Đây gì? Vâng, vâng. Ấn vào đây. Vâng, vâng, bác ấn quay về đi. Quay về đi. Bác ấn hết vòng đi cho nó quay luôn thẳng này. Rồi. Rồi, bây giờ bác muốn xem VTV1 đúng không ạ? Ừ. Thì bác
để mà ấn nhanh thì bây giờ bác không ấn được nhanh thì bây giờ bằng cách bác ấn lùi kênh, nó đang ở kênh số 1 đấy ạ. Đây à, bác nhìn này, đang ở kênh số 1 mà. Thì bác chỉ cần ấn lùi xuống này. Bác nhìn cháu ấn này. Lùi xuống này. Đấy, bác nhìn cháu nhá, cháu không cần phải ngoảnh vào TV này. Gạt xuống là 841 nó là VTC9, bây giờ bác chỉ cần lùi mấy số nữa. 821. Đấy. 821, 21 chứ. Đây, cháu lùi thì rất là nhanh. Đấy. 821 đây. Thì nó là VTV1 luôn, đây, đang 2, chuyển động 24 giờ. 821 cũng có mà 822 cũng có. Thì đấy là một. Vâng. Thế còn bây giờ tiếp theo mà bây giờ đang như này, bây giờ tôi chuyển sang xe mạng. Vâng, thì bây giờ bác đang xem rồi, bác chuyển sang xe mạng, bác ấn vào phím home. Phím home tức là có cái hình ngôi nhà đấy ạ. Đấy, cái ngôi nhà ấy. Vâng. Đấy, bác ấn vào đấy ạ. Rồi, xong bác chuyển xuống chữ YouTube đây này. Đấy. YouTube đây. Đây, bác nhìn thấy chưa? Vâng. Bác chuyển này ấn vào đâu nó sẽ bác chuyển thì bác dùng cái phím 5 chiều của nó này. Đấy, vâng. Lên đây một chiều, sang trái một chiều, sang phải một chiều. Nó có gì đâu nhỉ? Nó là phím rất là phẳng. Bác không cần phải nhìn, bác sờ thấy nó sẽ ấn vào nó có tác dụng. Vâng, bác ấn một lần nữa để sang. Vâng, bác ok đi ạ. Bác ok là phím giữa. Vâng, bây giờ ok rồi. Bây giờ thì bác có thể xem trực tiếp những cái nó có sẵn trên này. Hai nữa là bác muốn tìm kiếm thì bác chuyển cái thanh lên tìm kiếm. Vâng, bác chuyển tìm kiếm. Rồi ạ. TV này nó có tính năng giọng nói thì bác chuyển cái đây. Đấy, nó có tính năng giọng nói. Rồi vâng. Bây giờ tôi nói. Không ạ, từ từ để cháu hướng dẫn tiếp ạ. Nó đã có tính năng giọng nói nhá. Thì bây giờ bác lại chuyển cái thanh công cụ này. Đây, tóm lại cái phím 5 chiều này. Bác chuyển đi, bác ấn đi. Ấn cái này. Vâng, bác ấn đi ạ. Rồi, bác ấn một lần nữa để nó sang cái mic ạ. Đây là cái ký hiệu của cái mic này. Đấy, đây là ký hiệu của mic. Vâng. Khi nó đang làm màu trắng ở cái mic này rồi. Thì bác ấn ok đi ạ. Vâng. Ok, bây giờ bác chỉ cần đọc khi mà nó ok rồi nhá. Khi nó ok rồi nó như này. Thì bác phải giữ vào cái mic đây, bác đọc một cái gì đó, bác đọc một bài hát hay và bác đọc là kết quả xổ số chẳng hạn. Giữ vào cái mic này, vâng, ở giữa đây. Vâng. Bác từ từ bác, vì lâu quá rồi cho nên nó sẽ chuyển rồi, bác lại phải ok này. À, ok đã. Rồi, bác giữ vào đi, bác đọc một cái bài hát rất bất kỳ đi. Bác đọc đi ạ, bác ok đi ạ, xong bác mới đọc. Ok nhá. Vâng. Đọc luôn à? Xong, ok xong rồi thì bác ấn lên đây để bác đọc. Hát chèo. Chưa được ạ, bác làm cho cháu thật chậm mà nhá, ví dụ như này, cháu ok này. Hát chèo. Đó ạ, bác nhìn thấy chưa? Rồi bác làm lại một lần cho cháu xem nè. Bây giờ bác lại chuyển sang đến cái mic rồi. Bác đọc một bài khác đấy. Rồi đây. Vâng. Cái ở trong đây nó có gì đây? Đây nhá, đây ấn lên. Vâng, ok đi đã, vâng. Thế này. Rồi, vâng ạ. Nhạc vàng. Bác ấn xong bác phải giữ. À giữ. Vừa giữ vừa đọc ạ. Vâng, bác lưu ý là phải bác ấn sai thì nó lại vào cái chữ đăng nhập rồi bác hủy nó đi. Rồi. Hủy nó đi ạ. Rồi, bác lại ấn tiếp đi, bác ok đi để nó đang ở chữ trắng trắng ấy rồi. Ok, xong rồi lên đây là phải giữ đã. Giữ vâng, vừa giữ vừa đọc. Rồi. Đọc xong mình mới buông ra. Quan họ. Đó, chuẩn luôn rồi đấy ạ. Đấy, bây giờ bác lại đọc cho bà cháu một bài khác đi. Đấy, ví dụ. Đấy nhá. Đây. Bác lại đọc cho bà cháu một bài khác. Bà hay xem cái vở chèo gọi là gì nhỉ? Quan âm thị kính ạ, Quan âm thị kính ạ. Sân khấu. À vâng. Đây. Ấn rồi. Thì bây giờ bác chỉ việc đọc thôi. Đây nhá. Vâng ạ. Không, bác ấn lại đi ạ. Được chưa? Không ạ, bởi vì bác đang ấn sân lại. Sân khấu thì nó có nhiều bài. Không ạ. Sân khấu. Từ từ bác ạ. Từ từ. Bác phải quay ra đấy, bác ấn sai rồi thì nó lại vào cái phần này rồi. Thì bác ấn ok rồi. Bác lại đọc đi. Bác đọc ạ. Bây giờ bác chỉ việc ấn lại nhá. Vâng. Sân khấu. Đấy, sân khấu luôn đấy. Vâng ạ. Được chưa? Vâng, các vở đấy ạ. Ok bác ạ. Thế còn buổi chiều bác mà khi nào mà không may trời mưa mà tín hiệu anten nó mất thì bác cũng thoát ra xong bác lại vẫn vào cái mic như này. Vẫn vào cái mic như này này. Đó, bác vào cái mic này. Xong bác là kết quả miền Bắc trực tiếp. Đấy, thì lúc đấy nó sẽ hiện ngay cái ngày này. Hiện ngay cái ngày này, nó đây là cái kênh này nó đang có quảng cáo đây nhá, cháu làm thử lại nhá. Đấy nhá, ví dụ như bác có thể tìm kiếm ngày mai về con gì để bác tham khảo bác đánh nhá. Kết quả ngày mai về bao nhiêu đó, ví dụ như thế thì nó sẽ có cái để cho các bác tham khảo nghiên cứu, đúng không? Còn tóm lại là cứ đến cái giờ đấy bác bật cái này vào, kết quả trực tiếp miền Bắc là lúc đấy nó sẽ đang quay
Đấy, nó giống như bác đang xem trên mạng trên điện thoại ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng. Thôi bây giờ cháu chúc bác là trúng thật nhiều nhá. Vui vẻ tuổi già nhá. Vâng.